Hey, chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Leo RT. Hôm nay mình sẽ review con lăn đỏ mình mới vừa hoàn thành. Về tông màu này chủ độ đó là màu đen, màu vàng và màu cơm. Và kết hợp với cốt nát lửa sử dụng màu vàng kim và màu đỏ và một số màu khác. Cùng với đó là cặp cho bên trong trái họa tiết nát lửa ở trên. Ở phần mũi và phần sừng sử dụng lông thỏ trắng. Và phần trón thì sử dụng lông thỏ đỏ. Và đầu lăn này hiện giờ mình bón có gió là 1.8 triệu đầu không nhé anh em.